Anh chị học bên. Xin chào. Thầy em có hai câu hỏi. Bây giờ tôi hỏi ông trước là bây giờ đang mấy giờ đây thưa anh? Em đang ở Vancouver, Canada. Bên em là 1 giờ sáng. À, 1 giờ sáng còn chụp được. Như ông Đức là bây giờ là 3-4 giờ rồi. Xin mời. Em cũng làm ở công ty từ 9 giờ đến 5 giờ xong rồi học thầy luôn. Bây giờ không ok. Thầy cho hỏi ở cái phần 2 chiến lược tối ưu hóa thì thầy có nói đến là chiến lược này được sử dụng hai ý ở đây là chi phí liên quan và tâm lý cá nhân, thì em chưa hiểu lắm là sử dụng chiến lược này với góc độ chi phí thì dùng như nào, khi mà nó ít chi phí hay là khi nó nhiều? Tức là chi phí anh phải chịu nổi, tức là nó đòi nhiều chi phí. Còn đôi khi về chi phí anh chịu không nổi, anh dùng tối ưu hóa. Nó đòi hỏi này, thảo luận cấp quốc gia, đôi khi thảo luận cấp quốc tế, thì nó mới ra được một quyết định chuẩn xác cho nghị quyết 13, cho một cái ngành, cho một tập đoàn lớn. Tập đoàn lớn là nó phải bỏ cái chi phí này cực lớn. Và để có thông số đó, cái tổng điều tra nhu cầu của người tiêu dùng, nó không lấy số liệu thứ cấp được, nó buộc phải điều tra sơ cấp. Cho nên là ai chả muốn cầu toàn, nhưng cầu toàn được nó lại dành cho những thằng mà đủ chi phí mới làm được. Cho nên nó lại quay về mệnh đề, ở đời cái thằng càng giàu nó lại càng giàu, vì nó mới đủ chi phí để ra một quyết định tối ưu hóa. Đấy, anh hình dung như thế. Còn đứng về tâm lý cá nhân thì cái văn hóa tranh luận là văn hóa nó đòi EQ, tức là trình độ thông minh cảm xúc, chứ nó không cần trình độ thông minh về phương diện trí tuệ. Đương nhiên là nó cần, nhưng những thằng mà thông minh trí tuệ thì thường rất ngu xuẩn về cảm xúc, mà những thằng rất giỏi về cảm xúc thì lại rất ngu xuẩn về trí tuệ, mà có cả hai thì khó lắm. Cho nên những cuộc họp đòi tối ưu hóa là nó đòi những kẻ có nghề tranh luận với khả năng chịu đựng rất cao, tức là cảm xúc, nhưng cảm xúc thông minh, chứ thằng mẹ nào cũng có cảm xúc. Không hiểu tôi giải thích như thế, Duy có hiểu chưa? Đấy. Dạ vâng, em hiểu ạ. Công nhận là em có đọc qua là cái bài người tài lần trước mà thầy về những cái yếu tố mà khiến cho người ta cam kết và cống hiến với công ty. Thì hiện tại em may mắn là đang làm kế toán viên cho một công ty kế toán của Canada. À. Và em nhìn thấy bên trong từ sếp của em trở xuống, người ta có những cái chương trình dạy nhân viên và đào tạo nhân viên xoay quanh cái sự phát triển, không những về kiến thức mà về kỹ năng để thành. Nên là em làm ở công ty này được 2-3 năm rồi mà em thấy kỹ năng và nhận thức của em nó lên thật mạnh. Nên là em ngấm lại em mới thấy là đúng những cái 6 quyết định thì nêu ra là nó trung cấp, họ đều làm đầy đủ. Ok, nếu mà em mà học xong em hiểu xong em lại đối chiếu với môi trường thì em sẽ thấy cái mệnh đề tôi hay nói, để giải thích các tập đoàn lớn, để giải thích nước ngoài nó phát triển hơn thì tốt nhất đừng giải thích nữa. Bởi vì họ đương nhiên họ sẽ thành công, họ sẽ thành công. Cho nên là em nên nhớ rằng là người ta làm đúng chuẩn cái em cần. Mà như tôi nói trong 13 cái thì cái cần nhất để giữ một thằng thanh niên đang ở sức cống hiến mạnh nhất, thông minh nhất, chỉ có một cách duy nhất trong 13 cái trọng số, đó là lương dính sang một bên, hãy cho người ta sự phát triển. Đến cuối năm tôi hỏi, hôm nay mày có gì khác không mày? Dạ em vẫn thế. Thì tôi hiểu thằng giám đốc coi như toi rồi. Cho nên là tôi không bao giờ tôi có thái độ vọng ngoại, tôi đi ngoại mãi, tôi đấu với chúng nó mãi, nó chả là gì cả. Nhưng nó rất là cái gì? Thế thì người ta tốt mình phải học người ta. Thì em á, thằng Duy á, là phân tích ý vừa rồi cực đúng. Và em đang cảm nhận là mình bóc lột được cái người chủ, và người chủ người ta đưa cái thân ra để người ta cố gắng chứng minh là tôi đang cho anh bóc lột tôi. Đến một lúc nào đó thì Duy sẽ thấy một mệnh đề tiếp theo là Duy phát triển đến kịch đường tàu, mà cái chương trình họ đưa ra nó không làm cho mình phát triển nữa. Thì lúc đó một quá trình giữ người tài, giữ người nhân viên giỏi. Nếu mà mình bảo thưa thầy nói tài thì quá, thì tôi giảm lại cái tông đó.
thì lúc đó quá trình giữ người tài chấm dứt. Cho nên trong hợp đồng nước ngoài người ta ghi rất là rõ, tôi sẽ ở lại với anh nếu tôi còn nhận thấy sự phát triển, và tôi sẽ chấm dứt nếu điều đó là ngược lại. Rất song phẳng, chả có ai mất lòng cả. Thì khi học xong ấy, mà thằng Duy lại có chứng kiến rồi thì cứ thế mà phát huy thôi. Chứ còn cái giống mà tối tăm không học, ngồi cứ tình tướng. Em thấy thầy phân tích rất là đúng. Và cái thực tiễn nhất em được nhìn thấy là em ở công ty phát triển kỹ năng, nó sẽ đến một thời điểm mà với công ty của em chỉ có tầm khoảng 60 người thôi. Nhưng mà em cảm thấy rằng trong vòng vài năm nữa sẽ đến một thời điểm khi mà em đủ lông đủ cánh, em vẫn muốn nhảy sang những tập đoàn to hơn để xem quy mô của họ như nào và để được làm với những khách hàng lớn hơn. Thì em dần dần em cảm nhận thấy được là đúng như thầy nói, mình ở công ty này không biết cho người ta. Mà cái ông chủ ấy, ông được học, cho nên ông ấy hiểu khái niệm giữ người tài. Giữ thằng Duy đến cuối đời là điều không bao giờ có. Và người ta khôn lắm, đến lúc đó người ta sẽ chủ động. Và ở lớp mình có một anh giám đốc, anh ấy rất nhuyễn cái đó. Anh ấy chủ động: Duy ạ, thế bây giờ anh nói chú phải nghe, chú tìm chỗ khác đi, anh sẽ có chỗ giúp chú. Chú phải bay cao lên nữa. Thế mày chẳng đâu mày bay không cao được. Mày bảo thôi anh ơi, nó trình độ nó không được như ông thầy Dương giảng đâu, anh cho em quay về đi. Thì cái thằng giám đốc cũ nó sẵn lòng nó tiếp nhận chứ không từ ai. Cho nên người ta hiểu rất rõ, không bao giờ quá trình giữ nhân viên là giữ ba đời cả. Xong người ta tạo điều kiện cho chú phát triển, chú đi rồi hầu như người ta lại, chú lại quay lại cho con. Hay lắm, con người nó biến động, nó nghiên cứu rất là kỹ. Thế thì may có thằng Duy chứng minh cho ông thầy một luận điểm. Chứ không tôi cứ gào lên để tôi chứng minh, tôi thuyết phục cho nó mà không có mình chứng khó. Thế thì cảm ơn, thế thằng Duy cảm ơn thầy, thầy cảm ơn thằng Duy cho nó. Mày là một minh chứng sống. Nhưng mà mình phải học cái ông lãnh đạo của một công ty nhỏ như vậy, nhưng người ta làm nó ở một cái môi trường chuyên nghiệp và chuẩn mực như vậy. Đằng này cho người ta mấy đồng, xong kêu ta cho mày mấy đồng mày phải làm, xong giãn chân giãn tay ra, xong bắt đầu ý niệm là bóc lột người ta. Người ta là người, mình là người, thế còn mình tiến bộ không cho người ta tiến bộ. Em xem thật, đúng là người ta làm được đầy đủ những cái yếu tố này. Một nhân viên mới như em, ít tuổi như em chứ sao nữa. Mình thấy người ta làm sơ suất cái gì, hoặc ông sếp ông ấy lơ đãng cái gì mà ông ấy đối xử như vậy, thì lập tức mình có đề xuất lập tức. Chứ còn đạt được cam kết là anh bảo em thì em làm, nhưng em biết anh sai em đích nói, hoặc là em muốn năng suất tăng em đích nói, thì nó chưa đạt đến chỉ số công hiến. Nó có hai cái bước, một bước cam kết và bước công hiến. Tôi phải dập đến mức ấy, tính công hiến của tôi nó nằm ở chỗ đó, đúng không? Cái công ty lớn em nó từng trải qua như là ở Owen, Lockheed Martin, kể cả những công ty lớn như Honeywell. Họ thì khi mà mình nhận hợp đồng mình làm thì họ chỉ đưa ra một cái luật là mình được quyền mình nghỉ với một cái làm được cái tiền theo cái tự nguyện của mình thôi. Mình muốn làm công ty là quyền của mình, mà họ hoàn toàn không đề ra một cái gì liên quan tới gọi là phát triển cho mình. Một trong những chức mà em đã đặt lên cao nhất là senior engineer, em là một kỹ sư, em đạt lên cái mức mà cao nhất, chưa có tới cái mặt quản lý. Mà em làm thì công ty nào cũng như công ty nào, họ hoàn toàn không có gì liên quan đến mức độ là trong hợp đồng mình phải ghi rõ như vậy. Nên mình làm một lúc nào đó mình cảm thấy mình chán, mình bỏ đi, chẳng có cái gì mà nó gọi là một cái ranh giới nó đặt ra cho mình. Thì em thì em thấy cái điều đó thì nó không có gọi là có cái tính khả thi này nữa. Ở đây thì nó lại có một cái minh chứng nữa. Tức là lấy cảm ơn thằng Duy, bây giờ lại phải cảm ơn thằng Đức. Rất là thật lòng từ Lê Thẩm Dương chứ không phải xã giao. Nói thế này thì bắt đầu Đức buồn này. Cho nên khi phỏng vấn vào trường đại học Harvard, người ta chỉ phỏng vấn thôi, interview thôi, chứ người ta không có bằng cấp gì. Người ta tuyển dụng cũng vậy. Thế thì á, cái xuất xứ cuối cùng ấy, thì lợi nhuận của công ty chính là trình độ bóc lột công nhân. Người ta bóc lột đạt đến chỉ số hiện đại của nó, tức là người ta sẽ cho mày tọa nguyện để mày cống hiến. Cho nên nó không bóc lột một cách thô thiển như thời nô lệ nữa, nhưng cuối cùng vẫn là bóc lột. Nhưng mà công cụ nó diệu nghệ lắm, thì nó đẹp, nó dùng 13 công cụ đó.
mà nó cho mày cái cảm giác là mày bóc lột nó, nhưng thực ra không phải, thì nó đạt đến là chỉ số bóc lột tương đối. Thế thì cái chỗ này là chỗ đáng buồn này, khi nó phỏng vấn nó sẽ tìm được anh nào có xu hướng. Cho nên là cái điều trong hợp đồng nó ghi ấy, là đúng tuyệt đối, nhưng nó áp dụng với loại nào thì cái phần giảng có một chi tiết có lẽ Đức không để ý đấy. Nó có một cái nhóm nó tuyển vào và chắc chắn nó sẽ đuổi, chắc chắn chứ không cần anh tự nguyện. Nó làm cho anh chán đến mức anh phải đi. Cho nên là cái bồi dưỡng, cái phát triển, nó tìm cái kẻ nó bóc lột tiếp được, nó tinh lắm. Mà tôi được học chuyên về chương trình interview, chương trình phỏng vấn để đánh giá một con người, sau đó thực nghiệm tại thị trường London. Cho nên ở đây thì tôi nói xong Đức buồn lắm. Thế thì lúc đó nó mới đánh giá này: chỉ số ham học, chỉ số dùng thời gian, chỉ số thông minh, chỉ số tò mò. Nó mới đánh giá là thằng này ấy, cho phát triển thì ăn. Vậy thì cái điều trong hợp đồng ấy, Đức thử nhìn sang kẻ khác ở cùng công ty xem nó có giống mình không. Tôi có niềm tin là không giống, nó thâm lắm. Cho nên là nói cái này thì Đức có thể hơi buồn, nhưng hình như là Đức chưa ghi điểm được đường xu hướng là đường quan trọng nhất hiện nay khi sử dụng nhân sự. Đấy là cái quan trọng nhất khi nhìn một công ty. Người ta không nhìn ở trạng thái tĩnh, mà người ta nhìn ở trạng thái động. Vậy cái bồi dưỡng đó để cho Đức lớn lên, và lớn lên ấy tao có bóc lột được không, hay là tỷ lệ đào tạo so với tỷ lệ tiến lên nó bị thấp hơn, nó quái lắm. Vậy thì nói chung cho mọi trường hợp ở công ty, nếu Đức có số liệu thì tôi cho đó là công ty nó quá dở. Nhưng mà tôi không tin, tôi tin là nó không dở đâu. Nó chiếu tướng từng người để nó đào tạo. Và nếu Đức mà nó cảm thấy cái xu hướng mà góc độ không lên nhiều thì nó cho đào tạo bằng phương pháp trực tiếp, tức là thằng nọ ghè thằng kia để cho thằng Đức làm được thôi. Chứ còn đào tạo để cho mày bay lên ấy, thì đào tạo nhiều phí lắm, nó lại không cho. Đấy. Cho nên nếu mà Đức nó có sang công ty mới ấy, phải chứng minh bằng được, xông xáo như Lê Thẩm Dương, đề xuất như Lê Thẩm Dương và luộc bằng được, thì thằng đó nó mới đưa vào nghiêm túc cái điều khoản ta cho mày phát triển. Hiện nay ở các nhà hàng của tôi huấn luyện cũng vậy. Những con mà chấp trà chấp chới ấy, là giao cho cái con trưởng nhóm ấy huấn luyện vài động tác để nó hầu bàn được thôi. Còn cái con mà để cho phục vụ lâu dài và cống hiến, để cho cỡ chủ tịch đến quán tao á, thì con đó là cho đào tạo cực kỳ bài bản, cử sang xanh học luôn. Đấy. Thì cho thầy giáo chia sẻ và tranh luận lại một tí cho tôi. Đấy. Nó khôn lắm, nhưng cuối cùng nó vẫn là bóc lột. Chứ còn nếu mà nhìn theo góc độ tình cảm là người ta tử tế quá, không phải đâu. Cuối cùng nó cũng có mục đích của nó, nhưng mà cái trình độ bóc lột nó đạt cái siêu đẳng của nó. Đấy. Trường Doanh Nhân PR.